À, xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cái cách mà chúng ta tạo cái tài khoản PayPal. Thì để tạo cái tài khoản PayPal thì chúng ta vào trong cái website là www.paypal.com. Sau đó chúng ta chọn sign up now. Trong đây thì nó có hai phần, hai loại tài khoản, một loại là dùng để mua để mua hàng thanh toán, loại thứ hai dùng để nhận tiền thông qua PayPal. Thì cái chúng ta quan tâm là chúng ta quan tâm ở cái thứ thứ hai, chúng ta chọn là Gesta. Loại này thì nó không có tốn phí thường niên. Tiếp đó là chúng ta nhập cái địa chỉ email chúng ta vào đây, và cái địa chỉ email này cũng chính là cái địa chỉ của tài khoản PayPal của chúng ta luôn. Sau khi nhập địa chỉ email và chúng ta bấm Next, và chúng ta nhập password vào. Cái đó là chúng ta nhập tên của chúng ta nhập họ và chữ lót. Chúng ta đã điền đầy đủ họ tên. Kế đó là chúng ta điền số điện thoại vào. Thì ở đây nó có số cộng 84 rồi, chúng ta không ghi số 0 nữa, mà chúng ta ghi số điện thoại ta vào đây. Ví dụ như số điện thoại của ta là 0937113322 thì chúng ta chỉ cần đánh là 937113322 mà thôi. Kế đó là chúng ta điền cái địa chỉ nhà, địa chỉ nơi ở chúng ta. Thì ở đây các bạn có thể điền bằng tiếng Anh. Thí dụ như bây giờ chúng ta cái địa chỉ chúng ta là đường số 1, rồi phường số 2, thì quận số 3, rồi thành phố là Hồ Chí Minh, thì chúng ta điền như cái mẫu ở đây. Đó, đây là số nhà số 1, đường số 2, phường số 3 và quận 4, ví dụ vậy. Tiếp đến thì chúng ta điền ở thành phố, ở phần ta chọn là phần city province, chúng ta đánh ở đây. Ví dụ như chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta đánh Hồ Chí Minh. Kế tiếp là chúng ta nó có cái phần là cái phần zip code, postal code. Thì cái phần postal code này ở đây đó, nếu các bạn biết thì các bạn điền vào, không thì chúng ta phải vào cái website là đầu tư tại nhà.com, chúng ta chọn là hướng dẫn trợ giúp. Sau đó chúng ta chọn vào xuống cái phần là ship postal code. Ở đây thí dụ như chúng ta là thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chọn là 700.000, chúng ta có thể quét khối ở đây. Chúng ta bấm chuột phải, chúng ta chọn copy. Sau đó chúng ta về trong cái phần điền thông tin của PayPal, chúng ta điền vào đây, chúng ta bấm dán chuột phải, chúng ta bấm dán. Và chúng ta chọn tiền tệ là đô la, US đô la. Sau đó chúng ta check vào cái điều kiện, cái điều khoản sử dụng của nó, và chúng ta chọn là agree and continue. Trong đây thì nó đòi hỏi chúng ta là cái loại hình doanh nghiệp mà chúng ta và kinh doanh chúng ta chọn, thì chúng ta có thể lựa chọn cái hình thức là cái loại hình là kinh doanh. Ví dụ chúng ta chọn là business to business chẳng hạn. Rồi cái là phần kế tiếp thì chúng ta chọn là tức là cái chuyên mục nhỏ hơn trong business nữa, thì chúng ta chọn ví dụ như chúng ta chọn marketing chẳng hạn, hay một là quảng cáo advertising chẳng hạn. Còn ở đây thì chúng ta nhập cái địa chỉ website chúng ta vào đây. Ví dụ như tôi nhập cái địa chỉ website của tôi là web chấm đầu tư tại nhà.com, chúng ta điền vào đây. Và sau đó chúng ta chọn là continue. Và chúng ta chờ cho cái hệ thống nó xử lý thông tin. Nó vào bên trong. Thì bây giờ ở đây chúng ta
chọn là quốc gia là Việt Nam, cái mục mà chúng ta chọn, cái thứ hai là National ID, tức là đây là cái địa chỉ với cái số chứng minh nhân dân, loại hình là chứng minh nhân dân. Ở đây là cái phần chúng ta điền, đây là số chứng minh nhân dân. Ví dụ như ngày, ngày tháng năm sinh thì chúng ta đánh ở đây là ví dụ như ngày 1 tháng 1 năm 1980 chẳng hạn, ví dụ vậy. Sau đó chúng ta chọn submit, là xác thực lại. Vậy là chúng ta đã đăng ký thành công. Bây giờ chúng ta set ở cái hình thức thanh toán. Thì cái phần này chúng ta có thể vào trong cái địa chỉ email. Ở đây nó nhắc tới là chúng ta phải vào địa chỉ email để chúng ta kích hoạt cái tài khoản PayPal này. Thì chúng ta mở cái địa chỉ email ra. Chúng ta vào trong email thì chúng ta thấy hết ở đây PayPal đã gửi cho chúng ta hai cái email. Cái email là chúng ta đã thực hiện cái việc tạo tài khoản là cái dạng business ha. Rồi đó là email thứ nhất. Cái email thứ hai là cái email kích hoạt, chúng ta mở ra chúng ta chọn vào cái phần kích hoạt, ở đây nó còn là email đó, chúng ta chọn xác thực vô thì cái tài khoản email, cái tài khoản PayPal chúng ta đã được xác thực. Thì bây giờ là cái tài khoản của chúng ta có thể set tổng thể của cái tài khoản, tức là vào phần cái phần chính của tài khoản. Ở đây nó có cái phần gọi là account setting, thì nó có đầu tiên là chúng ta đã chọn confirm email chúng ta xác nhận rồi, thứ hai là link vô bank account, tức là cái kết nối với cái tài khoản ngân hàng để khi mà chúng ta có tiền ở PayPal chúng ta thực hiện việc rút về ngân hàng thì chúng ta thực hiện rút dễ dàng. Thì chúng ta phải chọn vào trong phần là link do bank account. Còn ở đây là xác thực email, cái này chúng ta đã xác thực rồi, chúng ta đã xác thực xong rồi, chúng ta không cần click đây nữa. Chúng ta chọn vào link do bank account, tức là dùng để kết nối tài khoản ngân hàng. Ở đây cái bank name ở đây là cái tên của ngân hàng. Còn SWIFT code ở đây là cái mã SWIFT của ngân hàng. Account number đây là số tài khoản mà chúng ta đánh lại số tài khoản. Thì những cái thông tin này đó các bạn có thể ra ngân hàng mình thực hiện, mình xin một cái tờ giấy xác nhận. Thí dụ như giờ chúng ta đã làm một cái thẻ gọi là Visa debit chẳng hạn, thì sau đó chúng ta nhờ ngân hàng thực hiện cái việc là xác thực cái thẻ này là cái thẻ mà chúng ta là chủ sở hữu. Và trên cái thẻ này thường thì người ta có hai ghi hai cái ngôn ngữ, là một là tiếng Anh là hai tiếng Việt. Thì khi mà chúng ta có được cái tờ giấy này thì chúng ta nhập vào ở trong cái phần bank name, là chúng ta nhập bằng tên tiếng Anh. SWIFT code thì trong cái thẻ xác thực cũng có luôn, account number này thì trong cái xác thực sử dụng thẻ cũng có luôn. Thì như vậy nó đầy đủ thông tin, và cái việc còn lại là chúng ta chọn vào trong cái continue thì chúng ta sẽ hoàn thành được cái việc là kết nối cái tài khoản chúng ta vào trong cái PayPal này, thì chúng ta có thể thực hiện việc nhận tiền và rút tiền về ngân hàng. Chúc các bạn thực hiện thành công, và tôi sẽ giới thiệu ở những video kế tiếp cho những phần chi tiết cụ thể hơn bên trong của cái tài khoản PayPal. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.